Xin chào quý cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay thứ ba, ngày 27 tháng 2 năm 2024. Lúc này là 9:20, nhiệt độ rơi vào khoảng là 20 độ C. Trời nhiều mây, gió nhẹ. Bầu trời Đà Lạt u ám, mây đen kéo đến xám xịt. Thưa quý vị, sáng hôm nay Đà Lạt trở gió đó. Thành phố mây giăng buồn quá phải không quý vị? Đà Lạt, thành phố nằm trên cao 1.500m so với mực nước biển. Vốn dĩ khí hậu luôn thay đổi đó quý vị. Khí hậu Đà Lạt đôi khi là thay đổi trong ngày đó quý vị. Sáng, trưa, chiều tối, đôi lúc mỗi nơi mỗi khác quý vị ạ. Xin mời quý cô bác anh chị và các bạn. Như vậy là hôm nay là trời, bầu trời Đà Lạt mây xám xịt và gió cũng trở lạnh. Thì như vậy là lúc này là 9:20 rồi quý vị, mà trời vẫn còn se lạnh, chuyển gió đó. Không thấy ánh mặt trời Đà Lạt là như vậy đó. Lâu lâu thì cũng, tuy là mùa này là mùa xuân mà là mùa nắng hanh vàng rất là đẹp, nhưng mà Đà Lạt thì cũng rất là bất thường quý vị. Thật sự Đà Lạt cũng như là người con gái khó tánh vậy đó, bất thường lắm. Khí hậu có thể là thay đổi trong một ngày, buổi sáng khác, rồi buổi trưa khác, hoặc là buổi tối, buổi chiều cũng khác quý vị ạ. Và sau đây xin mời quý cô bác anh chị theo chúng mình để thăm con đường Đống Đa nghe quý vị. Đường Đống Đa đó, và xa xa quý vị thấy có những cây mai anh đào nở muộn, và mấy bên trái của chúng ta là Thiên Mộc Trinh, cũng có cổng trời Ba Ly. Hôm nay người ta sửa sang và tổ chức bên Thiên Mộc Trinh có cái bãi đậu xe rất là lớn quý vị. Thật là một bãi đậu xe rộng cũng mênh mông đó quý vị. Sau đây mời quý cô bác anh chị tiếp tục theo chân mình lên. Trên này là bên phải chúng ta là cà phê Đà Lạt Ngay, một trong những tiệm cà phê có cái view rất là đỉnh quý vị, nhìn thấy một nửa thành phố luôn. Còn ở đây quý vị thấy là một cái dãy mà mới xây sau này, thật sự là cũng không kém gì Singapore, Hồng Kông đâu quý vị. Nó có một cái view thật sự rất là cực hot luôn, đỉnh của đỉnh luôn quý vị, thật sự. Và bên trái chúng ta là cà phê Thiên Mộc Trinh. Thưa quý vị, đường Đống Đa bây giờ rất là đẹp. Thật sự một trong những con đường mà cho chúng ta ra những cái view mà không có ở nơi nào bằng. Nếu mà so với trong thành phố Đà Lạt của chúng ta thì đường Trại Hồng cũng là đường đẹp, và trong đó đường Đống Đa rồi đường Tô Hiến Thanh là một trong những con đường mà lúc nào cũng có trong trên gặp ghềnh. Một bên là vực thẳm nha quý vị, một bên là núi cao, một bên là vực thẳm. Ví dụ như bên này là bên trái của chúng ta là núi rất là cao. Còn bên phải chúng ta quý vị thấy không, một cái hố sâu vực thẳm mênh mông bao la vô tận luôn, đến tận chân trời luôn quý vị thấy. Ở dưới gần như là các cái thung lũng rất là sâu, rất là sâu. Mình sẽ review cho quý cô bác anh chị. Hôm nay bầu trời cũng không có đẹp lắm, trời trở gió mà mây đen thì vần vũ kéo đến rất là nhiều, làm cho thành phố Đà Lạt có vẻ như là đượm buồn. Trời có vẻ buồn quá phải không quý vị? Thật sự mình nhìn thấy là trời buồn quá. Và đến đây thì quý vị thấy cũng có khách nha. Tất cả các bạn trẻ thường hay đi vào buổi sáng và tìm những cái điểm mà vắng một tí này, hoặc là có view một tí, thì các bạn sẽ uống cà phê rồi check in, chụp hình, sống ảo, vân vân. Và đến đây là một trong những con đường, thật sự là một trong những con đường mà có cái công viên đẹp nhất thành phố Đà Lạt. Tuy là bữa nay trời không được trong xanh đó quý vị, cho nên là những cái bông hoa nó không bắt mắt lắm. Nhưng mà Đà Lạt ấy thì mình sẽ quay cho quý vị có những ngày nắng đó, và có những ngày mưa. Có những ngày nắng mà buồn hơn những ngày mưa đó quý vị. Thật sự là như vậy. Cho nên là mình review cho quý cô bác anh chị ngày hôm nay là một ngày bầu trời là xám xịt, trời trở gió, Đà Lạt có vẻ vắng vẻ và u buồn.
thì Đà Lạt vốn dĩ là như vậy mà, nằm ở trên độ cao là 1.500 mét so với mực nước biển, cho nên là đôi khi thời tiết nó thay đổi như vậy đó quý vị. À, và máy bên trái của chúng ta hình như là có một cái công ty hoặc là một công ty du lịch hoặc là một cái điểm nào họ mới chuẩn bị đang làm mới đó quý vị. À, như vậy là Đà Lạt mình có thêm một trong điểm mới, chắc là vậy đó. Theo mình đoán thôi nha quý vị, theo mình đoán là mình thấy là ở bên đó người ta cũng có một công trình lớn đang làm đó quý vị. Và sau đây xin mời quý cô bác anh chị và các bạn theo chân mình để đi thấy con đường Đống Đa, một trong những con đường đẹp nhất trong thành phố chúng ta. Ở đây thì có các cái biệt thự villa, và đến đây thì có một cái quán cà phê là nhà có hoa. À, hay quá nghe, rất đẹp quý vị, lãng mạn. À, ngay trên đường Đống Đa, một trong những con đường mà đẹp. À, nếu mà quý vị đi sớm và vào mùa mưa thì dễ có sương mù lắm quý vị. Thì ở trên đồi Đống Đa lại nhìn xuống thung lũng Đống Đa hoặc là thung thung lũng kế đó là Hà Huy Tập, hoặc là cái thung lũng kế bên Đống Đa nữa là của Thủ Yến Thành này, thì có thể là mình nhìn thấy máy bay. Nếu mà có một dịp may thì thường lâu lâu cũng có máy bay đó quý vị, rất là đẹp. Chứ không cần phải là đi đâu xa, nếu mà có dịp có duyên mà gặp săn mây thì ở trong thành, ngay trong thành phố của chúng ta cũng có săn mây được, đó là đứng trên đồi Đống Đa. Quý vị có thể là nhìn xuống ở dưới chân chân đồi Đống Đa, là đó là một con đường uốn lượn quanh co mà như một con rắn, mà đồi dưới đó thoải thoải, đó là phố Tô Hiến Thành của quý vị, một trong những dãy phố rất là đẹp. Và ở đây mình thấy các bạn trẻ tập trung uống cà phê ở bên này, và máy bên trái chúng ta quý vị thấy thật sự không có ai có thể nào mà sở hữu nổi những cái ngôi biệt thự quá đẹp, thật sự không thể chê vào chỗ nào được. À, đỉnh của đỉnh luôn quý vị. Đà Lạt mình thật sự không có ai có thể nào sở hữu những ngôi biệt thự mà có thể cả trăm tỷ quý vị, trăm tỷ, trăm tỷ mà người ta không bán hết vậy, thật sự. Quý vị ở thấy đường Đống Đa, tại vì đường Đống Đa có giáp á, nằm ở trên độ cao. Đà Lạt là cao 1.500 mét, nhưng mà ở đồi Đống Đa mấy cái chỗ này là có thể là cao 1.600, 1.500 mét quý vị. Đôi khi có những chỗ 1.700 mét. Và những cái đồi Đống Đa này thì xin thưa với quý của bác anh chị, lên trên trên tầng trên cùng của đồi Đống Đa nhìn thấy gần như là hơn một nửa thành phố Đà Lạt, và mé bên trái chúng ta là cà phê Đà Lạt Gold đó quý vị, một trong những tiệm cà phê có cho ra sở hữu cái view cũng nhìn ra thành phố và cho ra những bức hình siêu siêu hot luôn quý vị. Thật sự ai đi Đà Lạt hầu như là người ta cũng đến để uống cà phê ở Đà Lạt Gold đó quý vị, một trong những điểm cà phê mà mình nghĩ là rất phù hợp cho tất cả các lứa tuổi. Lứa tuổi trẻ thì đến check in sống ảo chụp hình, còn quý cô bác anh chị mà lớn tuổi thì rất là phù hợp, tại vì ở đó nó có nhiều không gian. Một không gian dành riêng cho các bạn trẻ, một không gian dành riêng cho lứa tuổi là U40, 50, nhưng mà cũng có một không gian dành riêng cho các cô, các bác, các ông, các bà nữa quý vị. Và mé bên trái của chúng ta là làng Osaka nghe quý vị. Video sau mình sẽ review cho quý cô bác anh chị xem rõ làng Osaka nằm trên đồi Đống Đa cũng rất là đẹp quý vị. Ở đường Đống Đa này thì có một cái con dốc uốn lượn quanh co, và bắt đầu từ bến xe Phương Trang mà chạy về đến hết đường Đống Đa này thì thật sự là quý vị ngỡ ngàng luôn. Một con dốc chỉ thả, biết thả dốc chứ không thả dốc liên tục quý vị, dốc thả đến khi nào mà tận cùng bằng không là không còn lên nữa thì lúc đó là bắt đầu lên dốc Hà Huy Tập quý vị, rất là tuyệt vời. Và sau đây mình xin review cho quý cô bác anh chị, nhân hôm nay là một hôm bầu trời xám xịt mây đen vần vũ kéo đến làm cho thành phố Đà Lạt nó đượm buồn, và đây quý vị dòm thấy rất đẹp, có những ngôi nhà
những cái quán cà phê mà cứ nằm lưng chừng dốc như vậy. Và phía bên kia là quý vị thấy đó là An Sơn, Triệu Việt Vương và đi về hướng Hồ Tuyền Lâm. Và mênh mông vô tận, nhìn bên kia đó là đường Nguyễn Trung Trực đó quý vị, hay còn gọi là C5. Rất là tuyệt vời. Đống Đa là một trong những con đường sở hữu đồi núi chập trùng, lên cao xuống thấp, nhấp nhô, và gần như là xung quanh bốn mặt là view. Xung quanh bốn mặt là view. Cho nên quý vị thấy nhà ở đây đẹp lắm quý vị, cứ chập trùng lên xuống, chỗ cao, chỗ thấp, chỗ lưng chừng và chỗ bên kia đồi, chỗ ở trong một thung lũng, rồi chỗ lại núp sâu dưới cánh rừng thông, và phía mấy bên này lại là những cây đào nằm nghiêng và những cây đào nở muộn ở đường Đống Đa cũng nhiều quý vị. Và mấy bên trái là trường Chủ Long đã nuôi dạy biết bao nhiêu học sinh trong đường Đống Đa, rồi trong đường Tô Hiến Thành và một nửa đường Hà Huy Thập gần đây quý vị, một trong những trường mà có lâu đời, ngày xưa gọi là ấp Tân Lạc đó quý vị. Ấp Tân Lạc là dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, xin thưa là dưới thời Việt Nam Cộng Hòa đã có cái tên là ấp Tân Lạc đó quý vị. Và ở đây, ở đây ngay trung tâm thành phố mà còn miếng đất quá đẹp quý vị ơi, ngay mặt đường luôn, vẫn chưa chưa có nhà cửa, mà trước đây chắc là họ canh tác để mà trồng lan ghim đó. Thì quý vị thấy ở đường Đống Đa nhà cửa đẹp lắm, nhà cửa sân vườn này ở đây mình thấy là villa Quỳnh Lan nha, rất là đẹp quý vị. Và bên trong thì mình thấy có một ngôi nhà đúng chất người Đà Lạt luôn quý vị, một ngôi nhà gỗ màu xanh và tôn thì tôn Mỹ ngày xưa nghe quý vị, rất là nổi niềm đó quý vị thấy, đúng chất người Đà Lạt ngày xưa, đó là ông bà tổ tiên tất cả của mình đã về đây mà sống, là họ đã làm những căn nhà đó ngay từ đầu. Và đây một cái biệt thự, họ trồng những cái cây bông giấy đó quý vị, mình thấy là tất cả các màu, màu sắc, màu đỏ, màu vàng, tím, màu hồng quý vị, rất đẹp. Thật sự là tuy là trời thì buồn thật, mây thì giăng thiệt, nhưng mà ở Đà Lạt quý vị thấy, cộng thêm là nhà hình như hồi nãy giờ mình đi mình chưa thấy, các bạn có thấy người nào đi đường không thấy ai đi đường, nhà thì lúc nào cũng cửa đóng then cài, im lìm thanh bình, cứ ngày qua tháng lại quý vị, ngày trôi qua rồi tháng trôi lại, những bông hoa rồi những cái mai anh đào rồi liễu rủ nè, tất cả các cái giàn hoa bên trong người ta trồng rồi người ta trang trí được bày biện, nó đẹp nên thơ như ở châu Âu ấy quý vị. Rồi một mình nở, một mình ngắm, mà ít nó thanh bình đến mức độ mà vắng lặng như thờ luôn quý vị. Đây là đường Đống Đa, lâu lâu thì mình mới thấy một chiếc xe đi ngang qua quý vị, rồi tất cả bà con cư dân của mình, một là đã đi, người ta ví dụ ai mà đi làm công chức thì người ta đi hồi sớm, còn lại thì đi làm những việc khác thì còn ra là người ta sinh hoạt ở trong nhà gần như là châu Âu quý vị, gần như là ở các nước châu Âu, sinh hoạt ở trong nhà, quay quần ở bên bàn ăn, hoặc là trong phòng khách, hoặc là ở trong nhà có lò sưởi. Và đến đây thì mình thấy rất là tuyệt vời, ở đây có một cái quán ăn trên đường đồi Đống Đa quý vị, đây là một cái quán ăn ở trên đồi Đống Đa, cái quán này thì là ngày ba bữa, rất là đẹp quý vị, thiết kế rất là đẹp và trang trí theo kiểu như là Vitagen đó quý vị, cổ xưa, mang cái dáng dấp hình ảnh những ngày xưa trở về và có chút hồi cổ hồi niệm đó quý vị, ngày ba bữa, hay quá. Quý vị mà các bạn mà có đến đây ăn trưa thì xin mời quý cô bác anh chị và các bạn về đến đường Đống Đa có tiệm cơm ngày ba bữa, nó mang dáng dấp làm cho ta trở về lại với thời dĩ vãng, mang chút hồi cổ hồi niệm, mang một cái dấu ấn dĩ vãng xa xưa đó. Và đến đây là xin chào các bạn, hôm nay bạn đã cười chưa? Ồ hay quá, có những câu rất là tuyệt vời quý vị. Đây quán cơm ngày ba bữa, ồ có một cái mặt tiền rất là đẹp tuyệt vời luôn,
ngay trên đường đồi đóng ra, sở hữu một cái mặt tiền như vậy, xin thưa với quý vị, thật sự không dễ dàng. Mình nói là thật sự không dễ dàng. Kể cả thời mà mình đất đai rẻ nhất cũng không có, đừng nói chi là đến bây giờ. Thật sự ai cứ nói là thời kỳ đóng băng, xin lỗi các bạn, kể cả đóng băng Đà Lạt vẫn không mua nổi quý vị. Đất Đà Lạt không mua nổi. Ồ, và đến đây có những cây hồng trơ ra quý vị ơi. Thật sự ngay chỗ đây mình ngỡ ngàng có một miếng đất, ồ wow, to quá, nằm giữa trung tâm thành phố mà có một miếng đất á, họ đang trồng khoai tây đó quý vị. Mình nghĩ miếng đất này nó rơi vào khoảng là 1 hecta đất đó quý vị. 1 hecta chứ không ít đâu, rơi vào khoảng 1 hecta. Rồi nếu mà được 1 hecta như vậy thì như vậy mình nghĩ là tương đương với ở dưới Giấc Mơ Đà Lạt đó quý vị. Vừa rồi mình review cho quý cô bác anh chị là Giấc Mơ Đà Lạt họ cũng chỉ đủ vén vẹn là 1 hecta thôi, mà họ vừa trồng hoa mặt trời này, cúc họa mi này, rồi hoa bất tử, rồi họ trồng nhiều loại hoa và làm thành một cái khóm du lịch và làm thành một cái cà phê Giấc Mơ Đà Lạt. Đơn giản vậy thôi mà tất cả các bạn trai, trai thanh gái, nam thanh nữ tú, trai gái, và tất cả các bạn lớn tuổi cũng vậy, đều đổ xô về ở Xuân Thọ đó, trên đường là đường tập đoàn 1 đó quý vị. Chỉ đúng 1 hecta thôi mà họ trồng hoa và họ tạo những dáng vậy, dáng chụp hình rồi check in, rồi đồng thời là ngắm hoàng hôn đó, mà khách vắt rất là đông. Mình nghĩ như cái miếng mà như hồi nãy 1 hecta thì cho ra những vườn hoa và tạo ra ngay trung tâm thành phố Đà Lạt, thật sự chắc chắn, mình nghĩ là chắc chắn khách rất đông, tại vì nằm ngay trong trung tâm thành phố mà vẫn còn được một miếng đất rộng 1 hecta luôn. Và sau đây xin mời quý cô bác lên một cái đồi Đống Đa này, đường đồi Đống Đa này, xin thưa với quý cô bác anh chị, lên đường đồi Đống Đa này là cả một cụm biệt thự villa dày xinh xích với nhau, và họ tạo ra một cái khóm hoa, một cái sân vườn hoa lan cây kiển, góc kia thì trồng hoa mai anh đào, góc này thì họ trồng khóm hoa mặt trời, rồi hoa cẩm tú cầu, rồi hoa dạ yên thảo, rồi mai địa thảo, sân su si, rồi hoa rất là nhiều loại hoa quý vị, thật sự ngỡ ngàng luôn, quá đẹp. Và ở đây là đường này, đường lên dốc nha quý vị, nếu mà có tải là các bạn có thể phải đi số 2 và số 1 chứ không thể đi số 3 được quý vị. Đây là ở đường đồi Đống Đa. Đồi Đống Đa thật sự có những cái đồi và những cái đường quanh co uốn lượn rất là đẹp. Quý vị thấy hôm nay rất tiếc là mình review cho quý cô bác anh chị một ngày mà bầu trời xám xịt, trời hôm nay trở gió Đà Lạt, đường buồn do là bầu trời đen quá, rồi mây giăng kéo về rất là nhiều, làm cho không khí và thời tiết nó u ám, đượm thêm cảnh buồn Đà Lạt. Và hôm nay mình đi thì thấy vắng vẻ, các bạn thấy tất cả các cái villa biệt thự đều là cửa đóng then cài. Đây là đường Đống Đa quý vị nghe, đường Đống Đa. Đường Đống Đa thì rất là dài, bắt đầu từ đó quý vị thấy những cái ngôi nhà quá đẹp thật sự. Đây là mình đi lên dốc nghe quý vị. Hiện giờ là mình chạy không phải một mình là phải đi số 2 đó quý vị. Một mình là đi số 2, và tất cả các cái khóm hoa nằm ở trên cao này, họ tạo ra muôn ngàn cảnh đẹp luôn quý vị. Ở trên đồi Đống Đa này họ tạo ra muôn ngàn cảnh đẹp, và tất cả các hàng rào hầu như là trồng hoa vặt ven đó quý vị. Hoa vặt ven hay còn gọi là hoa ngũ sắc màu tím đó, rất là đẹp. Mà nhà nào họ cũng trồng hoa im lìm như vậy, cứ thời gian năm tháng ngày qua đi rồi tháng qua lại, rất đẹp quý vị. Ồ, và đến đây thì mình nhìn thấy là xin thưa với quý cô bác, đây là đình Đống, cái đình của đường Đống Đa là gọi là đình Đống Đa, nơi mà thờ hoàng làng quý vị. Cứ mỗi năm là đình Đống Đa được mở ra làm 2 lần để tổ chức cúng vào cúng thần hoàng làng, và mà bà con ở đây đều tập trung về đầy đủ luôn quý vị. Đây là đình Đống Đa quý vị, và như vậy lên đây này là dốc rất là cao. Thật sự là nếu mà có tải, xin thưa với quý vị,
là chỉ đi số 1 chứ không thể đi số ngắn được nha quý vị. Dốc rất là cao, dốc rất là cao. Và lên trên này thì mình lại trở về lại đường Đống Đa. Quý vị thấy một cái đường Đống Đa mà rất là cao, thật sự độ cao trên bên luôn. Ở trên đồi Đống Đa này càng lên cao thì lại có rất là nhiều ngôi biệt thự villa. Những cái ngôi biệt thự villa này như vừa nãy mình nói là thật sự không có ai, thật sự mình dùng thật sự không ai có thể sở hữu nổi, quý vị. Tại vì không thể mua nổi, quý vị, không thể mua nổi. Những cái ngôi biệt thự mình thấy là quá đắc địa, thật sự quá đắc địa. Nằm trên độ cao như vậy có thể phóng tầm mắt ra nhìn thấy hơn nửa thành phố Đà Lạt, hơn nửa thành phố Đà Lạt. Và sau đây thì xin mời quý cô bác anh chị về với con đường Tô Hiến Thành. Tô Hiến Thành thì mình cũng đã ghi nhiều video và giới thiệu cho quý cô bác anh chị cũng rất là nhiều lần. Nhưng hôm nay là trời buồn mà, trời buồn quá. Rồi mình lại chiếu luôn quay cho quý cô bác anh chị xem là tất cả ở đường Đống Đa, đường Tô Hiến Thành thì thật sự là nơi đây là hầu như villa biệt thự rất là nhiều, quý vị. Villa biệt thự rất nhiều. Một trong những hai con đường mà có phải là mình nghĩ là thanh bình, yên ắng, nhẹ nhàng, sâu lắng và bình yên đến lạ luôn, quý vị. Thật sự mình phải dùng từ là bình yên đến lạ luôn, quý vị. Mình đi mãi mà vẫn không thấy ai, quý vị. Mình cố tình đi, ít ra mình vậy. Như, không phải như ầm ầm tấp nập phố xá, ầm ầm như ở ngoài phố, mà đây là những con đường thật sự bình yên. Bình yên đến tháng này sang tháng kia luôn. Thật sự bình yên đến muôn đời, đúng quý vị. Nó cứ như vậy, không thấy ai hết. Nhưng mà đến mùa du khách ấy, thì khách họ rất là thích ở cái đường Tô Hiến Thành. Rồi quý vị thấy những cái tiệm nướng này. Đó, quý vị thấy thật sự con đường rất là đẹp. Đường Tô Hiến Thành, một trong những con đường quanh co uốn lượn, nhà nghỉ, khách sạn, homestay, phòng trọ đầy đủ không thiếu. Tất cả các cái tiện ích ở trên đường Tô Hiến Thành này cũng không thua kém bất kỳ các con đường nào. Từ xa thì các bạn thấy một tiệm cà phê nằm ở trên độ cao và có hai cây mai anh đào không? Hai cây mai anh đào nở muộn. Đó, quý vị thấy một con đường nó cứ cong như vậy, uốn lượn quanh co, và mấy bên phải trái chúng ta là hụt, và mấy bên phải là dốc cao. Và nó có những cái con dốc thật sự là cũng quá cao luôn. Mình nghĩ là ở đây rất là hay nha. Chỗ thì cao, chỗ thì thấp, chỗ thì thung lũng. Mé bên này thung lũng thì mé bên kia là núi. Mà ngược lại đi một đoạn nữa thì mé bên kia là núi thì mé bên này là thung lũng. Nó cứ quằn tréo qua tréo lại như vậy. Chỉ lâu lâu mới có được một đoạn. Ở đoạn này đoạn rất là bằng phẳng, quý vị. Đây là công ty cổ phần ô tô vận tải Lâm Đồng. Rồi mấy bên trái là nhà dân. Rồi có, nói chung là tất cả có đầy đủ tiện ích, từ homestay, nhà nghỉ, khách sạn, quán ăn, tạp hóa, tiệm sửa xe. Quý vị mà các bạn mà đi trên đường Tô Hiến Thành mà lỡ có xe bỏ xe hoặc xe hư, xe banh thì ở đây cũng có bạc chính nha. Bạc chính là sửa xe, các bạn đem đến là khỏi phải đi đâu xa hết. Ở đây có một cái tiệm, bạn này bán Zippo, và bạn bán Zippo cũng rất là tuyệt vời. Bạn là một tay nghệ sĩ tuyệt vời, bán đầy đủ tất cả các cái Zippo và đồ cũ, tuyệt vời lắm quý vị. Xin mời quý cô bác anh chị, tuy là hôm nay trời mặt trời buồn nhưng mà con đường ở mấy con đường rất là đẹp, con đường đẹp quá. Mình sẽ review cho quý cô bác anh chị. Đó, rồi đến đây là biệt thự Ngọc Lan. Biệt thự Ngọc Lan cũng sở hữu một cái view rất rất đẹp. Hầu như ở đây đại đa số là view hậu đó quý vị. Nhìn qua là thung lũng Hà Huy Tập, rồi Chị Việt Phương, rồi ở dốc Nhà Bò đó quý vị, đường Đào Duy Từ đó. Đó quý vị thấy. Và đến đây thì rất là tuyệt vời. Đó quý vị thấy khách sạn Hồng Môn, một dãy villa biệt thự liên tiếp với nhau luôn quý vị.
rất rất là nhiều luôn. Thì thấy đường Tô Hiến Thành thì mình review cho quý cô bác anh chị rất là nhiều lần, một trong những con đường bình yên, vắng lặng mà nhẹ nhàng. Khí hậu ở đây thật sự không có xe quý vị, không có xe chạy ngang ra qua, cho nên là không khí vô cùng trong lành. Lâu lâu mình mới thấy được một chiếc xe Honda chạy ngang qua vậy đó. Rồi xe hơi thì nếu mà ai đi ô đến đây thì thấy một cái cây hoa mai xanh treo trên bầu trời quá đẹp không quý vị. Và đây là khách sạn Aurora ở đây sự đó quý vị thấy. Tiếp đến đây là gần như là một hố sâu, một cái thùng lũng, phải làm cái ban công giữ lại một hàng hoa mai anh đào rất là đẹp, tuyệt vời luôn, quá đẹp quý vị, thật sự quá đẹp. Video đến đây cũng xin kết thúc. Xin kính chào quý cô bác anh chị và các bạn. Chúc quý cô bác anh chị và các bạn dồi dào sức khỏe, bình an và thật nhiều hạnh phúc. Quý cô bác anh chị yêu quý kênh Đà Lạt Bình Yên, xin để lại một like và bấm đăng ký kênh. Xin cảm ơn.